chứng minh thư Trung Quốc nhá. À được ạ, vâng. Chứng minh thư Trung Quốc nhá, dạ, thì vâng. Trả lại luôn. Dạ vâng, vâng. Vâng, đây của anh ạ. Thực hiện cái chủ trương của thành phố về ban hành quy tắc ứng xử nơi công cộng, thì trong đó có cái ứng xử cái nơi mà khách du lịch tham quan, thì thực hiện chỉ đạo của thành phố cũng như là lãnh đạo sở, lãnh đạo ban, chúng tôi cho may trang phục để cho khách mượn vào khi họ vào mà ăn mặc nó đại khái là hở hang hoặc là nó phản cảm, nó không phù hợp với cái tín ngưỡng của Việt Nam, thì là mình cho mượn chứ cũng không lấy tiền. Cho mượn, người ta đến người ta mượn xong người ta trả lại, thì du khách người ta rất là hồ hởi phấn khởi. Người ta cũng nói một số du khách người ta bảo người ta đi theo cái tour du lịch thì người ta cũng vào đến nơi người ta thấy là cái di tích tín ngưỡng người ta cũng thấy ái ngại, nhưng khi được mượn được áo người ta rất tự tin. Đấy, tức là khách người ta rất quý, rất phấn khởi. Thế là được, nói chung là tất cả khách du lịch đều hưởng ứng. Thực ra là chương trình của đền Ngọc Sơn này đã đưa cho cái trang phục mà du khách để mặc vào, tức là vừa phần là tôn trọng cái riêng mình khi mình vào cái nơi mà trang nghiêm như vậy, thì là mình mặc những cái trang phục như thế này thì là rất là phù hợp, bởi vì mình tôn trọng những cái quy định của đền đưa ra. Và tôi cũng rất là ủng hộ cái chương trình này. Khi mà ban quản lý nói với tôi là mặc cái trang phục như này thì tôi cũng rất là ủng hộ, và tôi cũng nghĩ rằng là mọi người cũng nên chấp hành nghiêm chỉnh cái quy định của đền đưa ra, và như thế thì là mình cũng đã, tức là mình đã là tôn vinh cái đất nước của mình lên. Cái bộ đồ này thì là cái màu sắc rất là phù hợp, tức là nó sạch sẽ và là lượt rất là công phu cẩn thận, mà tôi cũng rất là vui khi mặc nó ạ.